bàn giao cho MC tại Sơn Dương Tuyên Quang đây, và em gần vào nơi này. Đường quá đẹp luôn. Một câu vì anh chào, một câu vì em thương. Tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua, ai đặt tên chúng ta là người là có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngàn trái chưa hạt nhiệm màu kịp sáng mang đến làm qua cô dâu, sợ mai kia sương phai hoa úa áo nhau. Anh đợi em, anh chọn ngàn nỗi đau. Thì nó đỡ bị lặp lại nhiều nghe đúng không kìa. Bây giờ thử nhân thử lấy hai mà hát kiểu như hát đây chú ấy. Cái người không biết hát thì không sao, cái người biết hát nghe nó ngang tay kìa. Đây là intro xong rồi nghe. Đây là xì. Cái xì là nó ở cái tiếng huy vật nhưng mà intro nó không xì được. Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngàn trái chưa hạt nhiệm màu kịp sáng mang đến làm qua cô dâu, sợ mai kia sương phai nhiều như này. Ở trong rạp nó còn có bản ở trên, nó không hát to như ở này đâu. Hát ở đây này quá to. Cái loa công suất nó không cao. Tí các chú phải chạy ra ngoài cái chỗ đằng cái cột điện xanh kia đổ ra. Thì lúc ý là cái loa nhiều tiền với cái loa rẻ tiền đến đoạn đấy nghe mới rõ. Cái loa rẻ là nó đến chỗ cái cột này là bắt đầu tiếng nó bị suy hao nhiều chưa? Còn cái loa tốt nên nó ra đến ngoài cột điện xa to đùng ngoài kia nghe nó vẫn rõ luôn. Đây là bát trung gian. Tức là mình tùy vào cái nhạc mình có thể thêm bớt. Chúng ta sẵn sàng để quay được cơ cho nó đẹp mà. Hiếp ơn chúng tôi đừng làm sao với chị em em xin. Thoáng, như anh hỏi này, nếu như lấy loa này thì lúc nào cũng có ngay à? Đang có đây, chú lấy thì bốc luôn đi. Bốc luôn đi, bây giờ tủ máy nhà đã sắp mang đâu. Cân chỉnh lại cái máy ở nhà. Hiểu ý chưa? Tức là chú lại chuyển ra đây thì... Chuyển ra đây thì... Đây rồi, để bảo em Phương ghi hóa đơn. Chuyển ra đây thì... Thế thôi, đây cái này thì xong rồi Hiếu sẽ khóa. Khóa con cốt ở lại cho Hiếu. Bật tắt từng đường nhé, dùng line nào ấn on này đấy nhé. Đây bọn bắt cả Bluetooth vào đây luôn đi. Anh dò đây, bật Bluetooth đi để tiêu hào phát nhạc vào đây. À, tức là có nối Bluetooth luôn à? Có. Tức là phải anh phải chỉnh cái effect này sao cho nó phù hợp với cả cái người hát ấy. Phải nó hát vào mới hơn. Đây mic MV3BT. Rồi, đã kết nối rồi, anh mở nhạc đi. Này được, cái nối Bluetooth.
đây nhá, nhớ là cái MV3 cái này là nhấn xuống này. Đây này, nhìn này, cái biểu tượng MV3 này anh nhìn cái nút là nó tụt xuống này. Là cái nút này nếu mà nhả lên thì nó sẽ ăn theo đường này. Ăn theo đường rác bông sen này, đây rác bông sen này cắm vào đây được. Nhưng mà nếu mà mình còn không dùng thì mình kể nó như là nhả lên đấy. Đấy, bây giờ anh dùng cắm hai cửa được không? Được, cắm này nó nhiều đường. Đây, các bác ơi, vừa nãy thì anh em đang chỉnh thiết bị để giờ đây tủ máy đây các bác nhé. Tủ máy các bác xem qua này. Đây, trên là một bàn mixer này Ashley MX16 Bluetooth này. Dưới thì có sẽ là quản lý nguồn này. Mic này PH6000 Pro này. Cốt thì là DBX PA2, con này dùng chỉnh bằng Wi-Fi được các bác nhé. Dưới thì đây công suất của hai con đẩy đây, công suất ở trên đẩy đánh array này 1004 này sẽ là 1000W một kênh. Đấy, dưới thì đánh súp thì dùng con đẩy 1300 các bác nhá. 1300W một kênh. Đẩy hai kênh. Đấy, công suất thì con súp này thì súp cô 100 nên là dùng đẩy 1300 thôi các bác nhá. Bây giờ anh em bốc đồ xuống đây, bốc đồ xuống đây. Anh khách mua đây. Bây giờ trong từ điển là không có từ công thức. Thì khi nào bàn giao xuống đấy test nhạc thì em sẽ cho thêm vào các bác nhé. Xin chào tất cả quý vị khán giả quay lại kênh của DVH nhé. Em hôm nay bàn giao cho MC tại Sơn Dương Tuyên Quang đây. Và em gần vào nơi này. Đường quá đẹp luôn. Đấy. Lên đây không có gì ngoài khác ngoài cây nhá. Đây nhà em đây, nhà sàn đây. Toàn bạch đàn đây. Đấy, bây giờ đến công cụ là bọn em lùi vào để hạ đồ nhá. Hạ đồ để test cho MC. Xong bàn giao xong em cũng đi về thôi. Đi vào đây sâu cũng xa quá. Đường khó đi quá, sốc lắm ạ. Vâng, em đã đến nơi và bạn đây vừa đang bàn giao cho MC nhá. 1 2. Đấy. Alo. MC đang sửa mic này. Đấy, điện yếu quá, đánh sập cái điện luôn. Alo. Ngắt luôn điện nhà luôn. Thế là điện yếu quá. Về các bác thông cảm nhá, em chỉ test qua này, mic này cho em là hát cho ok nhá. Một cấu hình là full dB luôn, cả full dB ạ. Mỗi tôi là em lên giờ này hơi tối rồi. Nhà em thì xa quá, đi vào đường núi khó đi quá. Alo. 1 2. Súp đánh này, rung hết cả này. Đấy, em để đây nó rung này. Các bác mua loa bên DB bên DBH thì bọn em là có dây tông đơ nhá. Bọn em khuyến mại kèm theo cho các bác để tông đơ chỗ chống bị đánh rung rơi loa nhá. Quá đẹp luôn, ok luôn, tuyệt vời luôn. Thôi em hát thử bài đi, không thì đánh tiền đấy. Cho nhỏ nhạc thôi, nhỏ nhạc cho vừa súp thôi, không là ngắt điện luôn đấy. Alo, 1, 2, alo, 1. Vỡ tiếng. Hát thôi. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lại đò. Trên đây điện thì chỉ chơi cái nhỏ nhẹ nhàng thôi, không hát to là sập điện luôn này. Ngày ngày anh sang thăm em không dám cho súp to về to quá, hay sập luôn, điện yếu quá, có 100 mấy. Câu đời câu trường đôi ta thương nhau, trên sông sông yên bóng chẳng. Một câu vì anh chào, một câu vì em thương. Cù sặt cù khoái mỗi chặt mặn. Thương anh rồi nhớ đời nghe em. Cứ chiều về cánh co lùi bên sông. Có lái đò xưa nay tròn 18. Em bàn giao giữa quả núi các bác ạ. Quảng cáo các bác là leo núi luôn ạ. Đấy, em ơi, hết xuống biển rồi lại lên núi các bác ạ. Đấy. Nhà em ở dưới sâu, dưới chỗ cái hùng hùng. Đấy. Đấy.
chưa kỳ, em sang sông lấy chồng bờ mặt bên đó xưa, quên thương câu chữ lừa hẹn người ơi. Nắng chiều về xa diêu gọi trắng lên, tiếng hò gọi ám có lối đò ngày ơi. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place.